Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái dòng thiết bị lưng được sử dụng lưng trực tiếp vào mặt bàn mọi người nhé. Đây đó chính là cái bàn thủy lực 800 cân nâng cao 1 mét. Đó, về cái nhìn tổng quan là được thiết kế bánh xe nhé, một bánh xe để kéo di chuyển nhé, và một bánh xe được gắn phanh định vị này. Đó mọi người xem này, nó rất là rõ ràng. Đó. Thiết kế là gồm tay bóp này, tay bóp xả này, đấy, chân kích đạp này và bộ phận thủy lực bên trong kia. Và bây giờ mình sẽ vận hành cái chiếc bàn lưng thủy lực 800 cân nâng cao 1 mét này cho mọi người xem nhé. Bàn lưng này được trang bị cái bộ cụm thủy lực đạp, nó rất là êm nha mọi người nhé. Đấy, nó rất là nhẹ, mọi người thể coi. Hai cái bao tải kia nó khoảng tầm 200 kg thôi nha mọi người nhé. Đấy, mình đặt nó chưa, mình đã không có cái tải sẵn. Rồi anh kéo đi. Đây đây cái phanh của mình nhá. Đấy. Đấy, kéo đẩy di chuyển nó rất là nhẹ nhàng. Nó có 4 bánh xe. 2 bánh xe xoay 360 còn 2 bánh xe cố định. Đấy, và một bánh được thiết kế thêm cái phanh để mình định vị nó lại. Đấy, cái phanh này. Đó, mọi người dám định vị nó lại. Rồi, anh quay về trạng thái lúc ban đầu đi để anh hạ xuống đi. Có cái tay bóp nhé, mọi người bóp xả xuống. Vừa rồi cũng là cái phần giới thiệu về bàn lưng thủy lực 800 cân nâng cao 1 mét này. Nếu mọi người có nhu cầu thì hãy liên hệ tới số điện thoại mình để ngay trên màn hình này. Đấy, mình sẽ trực tiếp tư vấn cho mọi người. Xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.